Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời bạn ngồi. Mời đi bạn. Dạ. Mời bạn gái có thể giới thiệu. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Bích Huy, năm nay 26 tuổi, hiện đang là giáo viên mầm non. Quê em ở đâu? Dạ em ở Đà Nẵng chị. Em vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây được 6 năm rồi. Dạy mầm non bao lâu rồi? Dạ 6 năm. 6 năm luôn. Rồi, bây giờ mình đợi bạn nam nha. Em tên là Giàu, hai mấy bạn hay đùa vui gọi em là Rick. Hiện tại em đang công tác tại tập đoàn Đồng Tâm Group. Hôm nay em rất vui được tham gia chương trình này để mong muốn tìm một nửa cho mình. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 26 tuổi chị. 26 luôn hả? Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở miền Tây yêu dấu là Tiền Giang. Bạn có thể nói cụ thể về công việc của mình. Dạ công việc của em là phụ trách về mạng tuyển dụng cho công ty và training, đào tạo những kỹ năng mềm cho nhân viên tân tuyển. Bạn làm công việc đó lâu chưa? Hơn 3 năm rồi chị. Làm như vậy có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đẹp. Tại sao tìm được cho mình một cái đối tượng phù hợp mà phải nhờ đến chương trình? Em vẫn chưa cảm thấy rung động với những cái đối tượng mà em đã từng gặp qua đó. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được 2 mối tình rồi chị. Tính luôn mối tình đơn phương là 2 mối tình, một mối tình chính thức. Dạ. Chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ em chia tay nay được 2 năm 6 tháng rồi chị. Trời ơi đếm kỹ quá ha. Dạ. Mình đặt ra tiêu chuẩn có cao lắm không? Dạ cũng không cao chị. Nếu mà có đồng tiền giống chị Cát Tường thì tốt. Trước tiên là phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, sau đó thì mới chăm sóc được cho em. Chung thủy vậy là được rồi chị. Em có phải là người chung thủy không? Dạ phải. Dạ phải. Em chung tình lắm á. Vậy hả? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Chia tay cách đây 3 năm rồi chị. Lúc đó em còn trẻ con quá. Rồi 3 năm qua mình không có tìm được một người nào vừa ý sao? Cũng có hẹn hò uống cà phê cà pháo nhưng mà em cảm thấy không hợp nên em dừng lại. Như thế nào mới hợp với bạn? Về ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi. Em không cần phải đẹp trai, biết lo lắng, quan tâm, chia sẻ, có công việc ổn định, đừng có gia trưởng quá. Mình có những cái sở trường gì không? Ca hát, làm việc nhà, cái gì cũng biết chút chút thôi, nhưng mà không giỏi lắm. Bạn có thể hát một bài hát tặng bạn bên kia. Dạ em hát cho trẻ nghe không mà chị, em không hát cho người lớn nghe. Cứ coi như đây là trẻ con hết đi. Hát bài ấm hơi sống sao. Trẻ con là biết yêu sớm. Em muốn anh sống sao? Xin mời. Hàng phung đâu dễ kim tìm, em vẫn đứng đây cho anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Có được rồi chị. Nghe giọng được hào, nói chuyện không nổi nhưng mà hát vẫn được đúng không quý vị? Không, giọng đặc biệt mà, giọng cũng lạ mà. Chàng trai bên đây là một người biết đàn đấy. Đàn gì vậy bạn? Dạ em chơi được đàn organ chị. Dạ thì cũng đáp lại bạn nữ 2 khúc trong 2 bài hát. Ca từ cũng giống như nội dung trong bài hát là những gì em muốn nói, muốn gửi đến cho bạn gái. Em xin phép. Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hồi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu. Thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Còn đoạn nữa, cái đoạn này mới quan trọng nè. Anh xin đưa em về, về quê hương ta đó. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt vời. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sáng như trường ngạc lối. Lập lè đêm đốm hoa đăng, hỡi em theo anh về nhà. Dạ, em xin hát ạ. Hai. Bạn muốn tìm một bạn nữ như thế nào? Dễ nhìn xíu là được. Có ai cụ thể không? Có hình ảnh nào thần tượng không? Em thần tượng chị Cát Tường. Rồi. Vậy thì giống Cát Tường ha. Nếu mà cỡ chị Cát Tường thì được, không thì cũng không sao. Chủ yếu là bạn ấy có cái... Dạ em chào chị. Có đồng tiền như chị Cát Tường. Trời ơi. Sao? Hôm nay em được gặp thần tượng của em rồi. Sao? Quá đẹp. Em cũng quá dễ thương luôn. Dạ. Cảm ơn chị. Em cái. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Sao? Bây giờ cái điều gì em không thích ở cái người bạn gái? Dạ em không thích bạn gái là không chung thủy. Thứ hai là giống như em thì em thích tiếp người pha lẫn với truyền thống hiện đại. Tại vì phụ nữ làm đẹp là đẹp cho ai, đẹp cho mình. Tóc thì có thể nhuộm, xăm thì cũng có được. Nhưng mà đừng có xăm những cái chỗ mà mình dễ thấy quá. Xăm thì xăm kín một mình em thấy là được, đúng không? Dạ. Có thật xấu gì không? Không vậy, em không thật xấu. Nói chung em không có gia trưởng, em khá là vui tính, cũng khá là năng động. Thích bạn của mình thì cũng vui vui giống em. À, bao lâu mới đám cưới được? Sớm nhất có thể 1 năm và trễ có thể 2 năm. Lấy nhau về ở đâu? Lấy nhau về thì mình mua nhà để mình ở. Có tiền mua nhà chưa? Nói nghe mạnh. Dạ có rồi chị, chuẩn bị mà có mới dám nói chứ. Dữ nha. Dạ. Tiền của em chuẩn bị hay là gia đình cho? Dạ tiền của em. Làm gì có tiền? Thì em đi làm đó. Đi làm gì mà có tiền mua nhà dữ vậy chị? Đi làm nói giờ mà chưa mua được nhà. Thì ráng mà cài chị, vì tương lai sự nghiệp con em chúng ta sau này. Sao giờ không mua trước đi? Cũng đang lựa chọn, thì chẳng hôm nay có bạn ấy, thì nhiều khi mình sẽ tìm được con bạn thích ở trong quận mấy ví dụ vậy. Được. Chị hứa chị sẽ làm. Trời ơi, ta tuyển sinh
gọi là training cho nhân viên mà. Được, 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 được. Nghe rồi hết cái gì? Dạ, nghe rồi chị. Vậy em không thích điều gì ở người đàn ông? Dạ, em thì không thích người đàn ông gia trưởng. Anh không có gia trưởng em ơi. Anh không có gia trưởng. Dạ, em không thích người đàn ông bê bối. Không có bê bối nữa. Dạ, vậy là được rồi. Về ngoại hình? Dạ, ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi, em nhìn có cảm tình là được rồi. Dạ. Rất có cảm tình. Dạ, cao hơn em chút xíu là được. Để anh xem ngoại hình thế nào nha. Cô giáo dạy mầm non thì... Xin chào anh. Chào em. Hình như giọng hơi buồn đúng không em? Dạ không phải, tại vì em đi làm em nói nhiều anh đang bị đau họng. Đau họng. Mức độ nói của em nhiều lắm, em nói từ sáng tới chiều á. Anh bên đây cũng nói nhiều lắm nha, bởi anh làm nhiệm vụ là training cho nhân viên mà. Dạ. Cũng nói suốt từ sáng chiều. Em hai nói từ gì? Sáng tới chiều rồi tối là em còn phải nghe điện thoại của phụ huynh nữa. Có gì em pha nước chanh cho em uống cho nó hết đau họng. Đó, thấy chưa? Ga lăng cho anh bên đây, ga lăng lắm. Bạn có sợ rằng ông ga lăng không? Em thấy bình thường. Bình thường. Dạ, đừng có lố là được rồi. Anh bên đây là ga lăng lắm đó nha. Hôm nay anh, em đi có ai đi theo ủng hộ? Dạ em đi có anh họ của em. Anh họ hả? Dạ. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Linh. Chào bạn. Bạn thấy bạn trai bên đó như thế nào? Bạn trai anh đây nhìn cũng được, cũng dễ thương. Nói chung là cũng ok rồi đó. Cảm ơn anh. Dạ, được. Thế em gái của mình bình thường có cái những cái điểm yếu nào nữa không? Có những cái tật xấu nào mà chưa kể ra không? Không, cái đó để nói sau đi. Bây giờ mình nói với công hai đứa nó không chịu. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với em họ của em. Anh chào Đường Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Chào chị. Thì chị này tóc dài nè, không có mập, thon thả, nhìn dễ thương. Hy vọng là chắc được anh. Ủa, anh em họ em không thích mập hả? Dạ anh thích thon thả. Thích tóc dài. Tóc dài đúng rồi. Vậy là thấy hợp rồi phải không? Chắc được mà. Thử. Thử đi. Cảm ơn em. Em họ cũng dễ thương nữa. Có duyên lắm mà. Dạ. Rồi bây giờ mình kéo màn cho hai người gặp mặt nha. Kéo màn. Anh cũng bạn rồi em. Em chào. Cảm ơn anh. Cho anh hỏi trước em ha. Dạ. Cảm nhận của em về anh như thế nào? Em thì em không quan trọng ngoại hình lắm. Em nhìn bản thân nhìn được là được rồi. Dạ. Anh thì anh rất thích bạn của mình là giáo viên. Dạ. Và hiện tại em đang là giáo viên mầm non. Dạ em đã giáo viên mầm non. Em năng động lắm á, thấy em dạy cho em năng động, em nói nhiều lắm. Dạ, thì chắc là phù hợp. Anh có thích những người nói nhiều không? Thì chắc em là tiếp người của anh rồi đó. Nhưng anh có thích đi phượt không? Có, rảnh rỗi anh hay thích đi phượt. Anh đi bao giờ chưa? Thường cũng hay thường xuyên lắm em. Thí dụ rảnh rỗi thích lên là sách ba lô đi à. Vừa rồi em mới về Tiền Giang á. Vậy hả? Dạ. Vậy mới có về Tiền Giang nữa ghé nha anh. Dạ. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Phải tin tưởng lẫn nhau anh. Chứ còn nếu em tin tưởng là sẽ bị kiểm soát, mà người bị kiểm soát thì người ta sẽ không cảm thấy thoải mái. Cái vấn đề đó cũng quan trọng lắm. Tại vì mỗi người cũng có một cái cuộc sống riêng của họ. Mình kiểm soát quá thì dẫn đến cái người bạn mình nói trời ơi, kiểm soát điện thoại rồi dẫn đến mình cảm thấy mất cái tự do của mình á. Anh thí dụ anh có đi với bạn thì em nếu mà em thích thì em có thể đi với anh, hoặc là em đi với bạn bè thì có thể là anh đi theo em chơi, chứ không nên kiểm soát quá nữa ảnh hưởng. Lỡ đi mà không dẫn đi theo được không anh? Cũng được, thì đó là phải tin vào nhau rồi đó. Dạ. Không nên kiểm soát, anh sống rất là thoáng. Không biết em có gì hỏi anh nữa không? Hiện tại bây giờ anh ở đâu? Hiện tại anh đang ở quận 6. Quận 6. Hiện tại em đang ở... Dạ, em đang ở Gò Vấp. Gò Vấp hả? Cũng gần, quận 6 với Gò Vấp cũng gần. Thành ra mình đi lần mờ mắt á. Quận 6 Gò Vấp gần. Anh... Cũng gần anh, tại vì... Cũng gần. Dạ, dạ, em không có nói gần, em không nói gần mà em nói là cũng gần. Tới gần sạch mà. Dạ. Anh có những sở thích gì? Cuối tuần anh hay đi đàn, đánh đàn á. Đánh đàn cho những cái đám cưới hoặc là những cái tiệc gì đó, cà phê với bạn bè, rồi đọc báo. Anh có đi club được không? Cũng có, rảnh. Tại vì thời gian mà rảnh rỗi thì anh hay nhận show nhiều nên cũng đi club thì cũng ít. Cảm nhận về nhau thế nào? Qua cái nhìn đầu tiên thì em thấy bạn nữ cũng phù hợp với mẫu người mà em đang cần tìm kiếm cho cái việc xây dựng cái mái ấm gia đình trong tương lai của em. Sau này mà ví dụ như mình tiến tới cái xa hơn á thì em thích sống ở thành phố Hồ Chí Minh này hay là thích về miền Tây của anh? Dạ em ở đâu cũng được. Có nghĩa là em theo anh về. Dạ, đúng không? Dạ nói chung ở đâu mà em theo người đó. Rồi. Tiền Giang ai quản lý? Dạ. Tiền Giang ở đâu bạn? Em ở gần với cầu Rạch Miễu. Gần Bến Tre, gần mà. Dạ. Anh có hút thuốc nhiều không? Không, anh không hút thuốc. Anh có nhậu không? Dĩ nhiên là cũng có, tại vì công việc mà cũng nhậu có chút. Nhậu có mất kiểm soát đúng không anh? Đúng rồi, nhậu phải kiểm soát được. Có bao giờ anh nhậu mà anh phải ngủ ngoài đường chưa? Không, không. Anh là lúc nào cũng phải về bến an toàn hết đó. Anh mà thấy mà nó tới cái đạt cái maximum rồi là anh ngưng. Rồi, mọi người chúng ta nói một câu gì đó. Tình cảm. Anh cảm nhận em khá là dễ thương. Mình hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Chúng anh có thích đi xem phim không? Có em. Thì em hỏi xong rồi. Rồi, hết thời gian. Nào để tay vào nút bấm đi bạn. Suy nghĩ để xem mình có bấm nút hay không. 3 2
1. Hết thời gian. Nào, hãy tiến về cô gái mình đã đồng ý hẹn hò. Chúc mừng hai bạn nhé. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng rằng với những cái thời gian xem phim lãng mạn, các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn và đi đến một cái tương lai hạnh phúc cho riêng mình. Bạn trai có thể hôn bạn gái một cái. Ok. Xin xỏ gì nữa. Đó là sự chị, đó là sự tối thiểu. Không mà hửi vậy. Dạ không. Thế cho anh đi. Vậy anh em không lại nha. Không lại đi chứ đâu phải. Đó, vậy đó. Mày giống hửi quá. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, chúc hai bạn sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Điều kiện đã có đủ hết rồi ha. Cảm ơn anh Nguyễn Linh, cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn ban tổ chức chương trình cũng đã tạo cơ hội cho em và bạn nữ có cơ hội gặp nhau thông qua chương trình này, không gì hơn. Thì em kính chúc sức khỏe của cho anh Nguyễn Linh, các chị Cát Tường cùng toàn thể ekip thực hiện chương trình. Dạ, em cảm ơn. Thay mặt ekip chương trình cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm đến bến bờ hạnh phúc của mình nha. Nắm nhanh chóng báo tin vui với chúng tôi nha. Nắm tay anh thật chặt. Rồi nắm tay chặt lắm. Như vậy là chúng ta đến với hai cặp đôi, một chút tiếc nuối, một chút vui mừng, nó xen lẫn với nhau. Đó là cung bậc cảm xúc của cuộc sống, nó phải có lúc thăng lúc trầm anh à. Có lẽ thời gian phát sóng cũng đã hết rồi, chúng tôi xin nói là chào tạm biệt. Chúc quý vị thật nhiều thành công trong cuộc sống và đặc biệt là hạnh phúc trong hôn nhân. Quý vị có thể xem lại thông tin trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ các Tường, anh Huyền Linh xin nói là chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.